Đất Long An kính chào cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay mình tới cử mình rút đi thăm bảy các bạn, nhưng mà mình không thăm không chạy thì mình rút bảy các bạn. Đây là anh Phú, anh Phú lớn hơn mình, mình kêu bằng anh Phú Đại nha các bạn. Anh Phú Đại đang thăm mấy gắn các bạn, đang bắt mấy gắn ra. Ảnh bữa nay cũng được khá khá các bạn. Trời ói chuột rồi, đây sư phụ ơi. Mấy chuột gớm. Ảnh đừng con này chắc 8 lạng mà, 7 lạng rưỡi. Không, chắc không cả 7 lạng rưỡi, 7 lạng ngoài. Gì chắc 7 lạng rưỡi đi, tính để anh gửi đi. Đó, hai con mini mini gì đó bạn. Bảy nọ bạn, rút bảy. Mình đây cũng rút bảy nha bạn. Trời chuột đâu ốc kiếm không. Thì trong này mình có được em ngựa bạn, em ngựa cho quá hình luôn. Đó. Sao giờ nắng dữ ta. Với mấy em hành hôm nay bạn. Giờ thôi tiến hành mình vũ bảy nha bạn. Nè, đây được em hành nữa nè. Đó, bự lắm bạn ơi. Con này con nào phải nuôi 4-5 tháng gì nữa nó mới được 200 gram à. Tại giờ nó mới 150, nuôi 4 tháng nữa mới được 200 gram mà. Đó, quá trời bự, quá trời kinh khủng. Ê, này thăm luôn, này mình thăm luôn trên Lai Dung nha bạn. Nè. Mấy chỗ này quýt giờ quýt hồng Lai Dung rồi bạn. Thấy không? Quá trời quýt luôn. Quýt này là quýt đéo luôn á, là ăn vô là quéo đít luôn. Đó, đúng rồi, anh sần đầu ở đây. Nó lép ra nè, bạn thấy cái khu vực này quá trời luôn, quang du ghê hồn luôn. Nhưng mà đặt không chạy ngoài. Không có cái nhà nào hết trơn. À, giờ mình tiến hành mình vũ bảy, mình gom bảy về nha bạn. Rồi cái chút nữa mình quay cảnh trên Lai Dung rồi mình đi ngang làm qua xe đét gì đó rồi quay cho bạn xem nha. Chứ bữa nay thất trận rồi. Thầm chiến trước cũng được 4 con mini mini không, tí chiến này cũng vậy. Cái này được 3 con mini với lại một con hổ ngựa. Rồi, giờ gom 7. Giờ tới chương trình bắt gắn bạn, mình được 4 con mà. Rút nguyên lần 7 được 4 con. Đào não đưa nhức đầu thật chứ. Còn là hành mini không bạn? Bán nước tương luôn phải không? Học em, con này còn con chuột con này luôn nè. Ai biết đâu, thôi rút mẹ đi. Rút mẹ đi. Không kham nổi. Con đầu tiên bạn, 2,5 kg. Con này con ngựa, để đi lát đeo bao tay vô bắt thôi, nó ói chuột ra nè. Rồi, còn trong bụng nữa. Nói chưa hết. À, con này là 3 kg nha bạn, con này lớn hơn con nãy một chút. Vô rồi anh Phú ơi, vô rồi. Tiếp tục còn. Đây con này chắc có 3,5 kg. Nãy thấy cái bẫy kia có phần quá trời luôn mà không có chạy con gì trống nữa. Ghê nó bò ra đi kia. Con này 3,5 kg nha bạn. Đó, con lành. Rồi anh Phú sử dụng tuyệt chiêu kẹp nách gì kẹp háng gì bắt gắn hổ háng gì bắt giùm em con này. À, giờ tới anh Phú triển khai tuyệt chiêu của vú em. Đeo tay vô hả? Con này cũng cả 7 lạng rồi, con ngựa này 7 lạng. Bóp đại cái hôm xuống đi. Rồi em sửa lại cái gì đâu dễ. Ba con lúc nãy nè bạn, quá dữ. Bữa nay là thật là lỗ luôn mà. Bóp đại hôm xuống đi, cái hôm gầy. Chứ anh kéo không ra đâu, kéo tay không ra đâu. Dướng cái tay luôn. Dướng vào tay lại. Bữa nay mình được có nhiêu đó bạn, được ba. Con này con hành chứ khỏe mình nha. Không có, nãy em bỏ lên nghe nặng kết luôn mà. Cái tờ vô rồi. bệnh đít lại để ẻ đó. Ừ, 7 lần mấy 8 lạng mà. Con này ngon không? Ồ mình mấy nó bự, gồng bự. Táp. Ừ táp. kẹp. Xe. Nó đưa xe vô. Đây anh Tiến nha bạn. À, anh Tiến cũng đặt chung với anh em mình.
không ạ? Đó, còn dữ dằn không? Ủa, con phạch đi rồi đó. Dữ không? Anh Tiến khá không? Không, uống con đi nữa vậy. Rồi mấy anh em bữa nay thất nha bạn, anh Tiến thì còn để, còn anh em mình anh Phú với mình rồi rút rồi. Rồi chắc sáng lần gửi quá. Rồi giờ chắc mình cũng tạm chia tay với anh em anh Phú, tạm chia tay ở đây nha. Tạm chia tay anh Tiến ở đây rồi có mình đi. Lại năm sau, ngày này năm sau. Đâu, nghe, nghe 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 vậy. Rồi thì mình, bây giờ mình sẽ đi về, mình quay mấy cảnh đoạn đường mình đi đi về nha bạn. Nè, có anh Tiến nha bạn. Gì đâu mini con trời. Chết con nữa chứ. Trời ơi. À, mình tạm hẹn gặp lại anh Tiến với anh Phú nha bạn. Còn bây giờ mình đi về quay đoạn đường mình về. Đây, ông kia, ông chỉ. Rồi, đây thì khu vực này mình đặt bẫy nha bạn. À, khu vực này bò cỏi cũng rất là im nha bạn. Nhưng mà đặt chạy toàn là mini không mấy anh em rút. Ở trước mình là anh Phú, mình đang chạy ra con đường đá nhựa bạn. Ở trước nữa là anh Tiến. Mấy khu này quá im. Tại mình chưa biết chỗ đặt thì có người đặt trước hay sao mà nên là không dính mày.